Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm vừa rồi thì em có lên một clip về chiếc Xpander này, về chiếc XL7. Đó là hai mẫu MPV 7 chỗ rất là hot. Thì trộm vía được cái là chiếc XL7 này đã có giao dịch rồi mọi người nhá. Thì em còn lại chiếc Xpander bản 1.5 AT sản xuất là 2020 này, với khuôn tài chính hơn 500, rất là ngon. Thì để bổ sung vào cái tệp hàng MPV 7 chỗ đấy, thì hôm nay em có vừa về thêm được một em hàng rất là hot mọi người nhá. Thì ngay cạnh Long đây thì đang là chiếc Toyota Veloz mọi người nhá. Sản xuất là 2024. Đó, mới lăn bánh được có 29.000 cây thôi. Xe đăng ký tên cá nhân, biển gốc tỉnh mà em rút hồ sơ rồi. Thì như chiếc này thì mọi người có thể nhìn qua cho em đi. Tổng thành xe thì Veloz nó là một trong những cái chiếc xe thuộc phiên bản nhập khẩu mọi người nhá. Nó khác hơn hẳn so với những chiếc xe khác của phân khúc trong này mọi người ạ. Và Veloz thì mọi người nhìn qua cho em về phần đầu xe này. Thì em này thì vào cái thời điểm đầu tiên ra mắt ấy, thì hãng chú trọng đến về form dáng này, chú trọng đến là gì? Option của xe. Thì đây là một trong chiếc xe MPV 7 chỗ trong phân khúc nhá, có các option cực kỳ cao cấp luôn. Mà option như thế nào thì chúng ta cùng nhau đi với em Long để chúng ta cùng nhau tham khảo luôn nhá. Thì mọi người nhìn qua cho em phần đầu xe đi. Với form dáng này chúng ta sẽ được trang bị là cụm đèn pha full LED cỡ lớn mọi người nhá. Được thiết kế rất đẹp luôn, với rất nhiều những cái đường gân dập nổi này, cho đến đường làm vuông thành sát cạnh mọi người nhá. Thì chứng tỏ chiếc xe này hướng đến là gì? Một chiếc xe đi gia đình. Đấy, một chiếc xe đi gia đình mọi người nhá. Với form dáng đẹp, bởi vì bản chất bây giờ ấy, nhiều anh em cũng không thích dòng SUV hay crossover đâu. Thì chúng ta sẽ hướng đến là dòng MPV đi gia đình thì cũng là một lựa chọn khá là hay. Như ở phần đầu xe đây chúng ta vẫn được trang bị là mặt ca lăng hình thang ngược này. Nhiều anh em hay ví von là cái form dáng của Veloz đầu xe nhìn rất giống Lexus luôn mọi người ạ. Thực ra cái này thì ví von nó cũng hơi điêu một xíu, nhưng mà em thấy giọng khá đúng mọi người nhé. Phần đầu xe thì chúng ta sẽ được trang bị là có cụm mặt ca lăng cỡ lớn này, đi kèm với logo Toyota nổi khối này. Thì với phiên bản này thì nó sẽ chưa phải là phiên bản top cấp nhất mọi người nhé. Đây là phiên bản 1.5 CVT thôi, nên là phần option của xe chúng ta sẽ không có nhiều, như là đầu xe này không có cảm biến trước đâu mọi người ạ. Chỉ có cụm đèn full LED là rất là ngon rồi mọi người nhé. Đó, rồi chúng ta cùng nhau sang bên hông xe. Đây là phần hông bên lái mọi người nhé. Mọi người có thể nhìn qua cho em đi những cái phần chi tiết như là phần la răng này. Em này dùng la răng đa nan mọi người nhé. Kích thước là 16 inch. Em thấy rằng là la răng này cũng không phải nhỏ quá đâu mọi người ạ. Phần lốp thì chúng ta vẫn là lốp liền đời theo xe mọi người ạ. 2024 đây, tuần thứ 02, có nền sản xuất đầu năm mọi người ạ. Đấy, với phần mặt ta lông này, cho đến là phần gai lốp còn nguyên mọi người nhé. Em này lốp chúng ta sử dụng thoải mái luôn. Đấy, bởi bản chất những chiếc này là chúng ta mua về, bản chất là chúng ta sẽ chỉ đi trong phố là chính thôi. Chứ ít ai mua chiếc này về để đi đường núi, đường đèo lắm mọi người. Bởi vì bản chất là cái máy chấm 5 này ấy, nó không khỏe lắm đâu. Chỉ gọi là đi trong phố nó nhẹ nhàng, nó tiết kiệm xăng thôi mọi người nhá. Còn đây là phần hông bên lái, mọi người nhìn qua cho em đi. Phần cánh cửa bên này này. Đấy, mọi thứ của xe được làm rất là chỉn chu nhá. Thì như hôm nhận xe về thì tỷ lệ sơn zin chiếc này còn lại đâu đó khoảng tầm cũng phải trên 90 đến 95% đó mọi người ạ. Xe không hề có xước sát quệt quạt quá nhiều đâu mọi người, chỉ có một vài điểm nhỏ phần đầu xe với đuôi xe là em cho đi spa lại thôi. Còn lại phần sơn zin này chỉ cần đánh bóng qua phát là mới tinh luôn. Đấy bạn cho để xem qua nhỉ, mọi người nhìn qua nhỉ. Sơn zin sờ nó rất là sướng, nó rất là mát tay mọi người ạ. Em này thì ở phần thân xe bên này chúng ta sẽ được làm những đường gân dập nổi nhá. Tạo cảm giác cực kỳ khỏe luôn. Đấy, đây là phần cửa sau này, mọi người nhìn cánh cửa nó to chưa? Đấy, nên là chiếc này của em là 7 chỗ, ngồi cực rộng luôn, anh em không phải nghĩ luôn mọi người ạ. Đây là phần hông bên lái đằng sau mọi người nhá. Tất cả phần lốp nắp theo xe cũng đều dày như vậy. Thực ra bốn lốp này thì đến 2024 thì không phải nói rồi, nó mới lắm mọi người ạ. Đây gần như là nó chỉ khác với chiếc xe mới là gì? Nó đã được đăng ký rồi. Đấy, còn đây là phần đuôi xe. Đấy, đuôi xe thì em thấy rằng là đại đa số những thiết kế form mới bây giờ của tất cả các hãng xe ấy là sử dụng cái phần đèn hậu LED này, nó được vuốt dài sang hai bên. Đấy, nên là nhìn xe cực kỳ rộng luôn mọi người ạ. Ở phần đằng sau này thì chúng ta sẽ được trang bị những option như là có cảm biến lùi này, có cam lùi này. Và khoang cốp thì chắc chắn rồi, chỉnh cơ đó mọi người ạ, giá rẻ mà. Em này hiện tại bây giờ thì khuôn tài chính chỉ khoảng tầm 625 triệu thôi. Em đang mong muốn cái tầm giá như vậy, nhưng mà thật ra thì nếu anh em nào tiện trí nhé, qua xem thực tế chúng ta vẫn thương lượng thêm được đấy ạ. Và bạn cho mọi người xem qua một xíu về những phần chi tiết như đính ốc này, cho đến keo chỉ của xe đi. Em này cam kết cho mọi người luôn là không mất một phân keo chỉ nào luôn, và xe không có đâm đụng tai nạn ngập nước mọi người nhé. Đấy, những cái này thì anh em yên tâm, bởi vì là những chiếc xe date 2024 như thế này là một trong những chiếc xe rất là mới rồi. Đấy, và bạn cho mọi người xem qua này. Em này thì lốp dự phòng sẽ đặt ở dưới gầm. Đấy, nên là phần trên này chúng ta sẽ có khoang để đồ mọi người nhé. Đấy, tất cả mọi thứ của xe đều zin hết này. Hàng ghế thứ ba của xe thì em thấy rằng là gần như đại đa số rồi, những chiếc xe nào dùng gia đình ấy thì hàng ghế thứ ba gần như là không dùng đến bao giờ luôn. Đấy, nên là còn rất mới mọi người nhé. Đấy, chỉ cần một cái kéo lên thôi. Đấy,
Em này sẽ được trang bị là ghế da pha nỉ, nhưng mà tí nữa vào thất trong em sẽ cho mọi người xem qua. Đây mọi người nhìn cho em này, ghế nỉ đằng sau còn chưa dùng đến, không xù một tí nào luôn. Rất đẹp. Đấy, trần mọng theo xe mọi người nhìn này, nó làm vống lên. Đây là ngồi rất rộng mọi người nhá, không bị chật đâu mọi người ạ. Đấy, đằng sau phần trần làm vống lên. Đấy. Mọi thứ của xe thì còn đều rất liên lạc mọi người ạ. Đó. Hiện tại bây giờ thì đang là buổi chiều thì em đang có rất nhiều khách hàng đang qua xem xe rồi. Đấy nên là anh em nào mà có ở khu vực Cầu Giấy hoặc đang có nhu cầu tìm xe nhá thì hãy qua bên em để xem xe mọi người ạ. Đấy, đây là phần hông ở bên phụ đây. Thì em xin phép là sẽ tí nữa quay cho mọi người xem sau. Bạn sang bên đây đi. Bạn cho mọi người xem qua nội thất trong xe đi. Đây, nội thất trong xe đây mọi người nhá. Em này thì sẽ được trang bị là ghế bọc da pha nỉ như lúc đầu em nói đấy. Đấy, hàng ghế thứ hai thì ngồi cực rộng rãi, có được trang bị điều hòa âm trần này mọi người cho em này, điều hòa âm trần này, có được chỉnh là các núm điều hòa nữa luôn. Và hàng ghế thứ hai thì mọi người nhìn qua đấy, em sẽ không phải ngồi đâu, nhưng mọi người nhìn đi, khoang ngồi để chân nó rất rộng luôn. Và hàng ghế sau nhé, mọi người nhìn qua cho em đi, gần như là rất ít khi người ngồi luôn. Đấy, khả năng là với chiếc xe này thì chủ xe về chủ yếu là đi một mình là chính thôi, hoặc đi hai người là chính thôi. Hãn hữu lắm mới chờ đủ 7 người mọi người ạ, bởi bản chất là những chiếc gia đình ấy thì chủ yếu là kiểu lễ Tết này hoặc là đi chơi đâu đấy thì người ta mới đi đủ 7 người thôi mọi người ạ. Đó, nên là hàng ghế thứ hai, thứ ba còn rất đẹp. Còn đây là cái phần nội thất ở bên khoang lái này. Đây em xin phép là sẽ ngồi vào trong này. Đây thiết kế thì mọi người nhìn qua cho em đi. Rất Toyota đúng không? Nhưng mà có một cái gì đấy hiện đại hơn rồi mọi người ạ. Với phần màn hình cỡ lớn này. Màn hình này thì chúng ta vẫn là màn hình zin theo xe từ đầu, có được kết nối là đầy đủ như Apple CarPlay hoặc Android Auto mọi người nhé. Phần đề start top sẽ nằm ở đây. Và một trong những cái option mà em thấy rằng rất là hay mà gần như là không hề có những xe nào có ở trong khúc này có đâu, đó là sạc không dây mọi người nhé. Đấy, sạc không dây. Ngoài ra thì với phiên bản này thì mọi người nhìn qua cho em đi, chúng ta sẽ được trang bị những cái phần chi tiết bọc da này, nhựa mềm này. Đấy, nhựa. Nói chung là thiết kế mọi thứ là liền lạc. Đấy, bởi vì bản chất chiếc xe này ấy, thì nó là một trong chiếc xe sẽ cao cấp hơn Xpander, cao cấp hơn XL7 mọi người nhé. Và có một cái gì đấy sàn sàn gần gần bằng với Kia Carens mọi người ạ. Đấy, nên là anh em yên tâm nhé. Đấy, form dáng rất đẹp luôn. Đấy, đi để mà nói thì với chiếc này thì nó sẽ dành cho những anh em nào mà đi gia đình hoặc là kinh doanh thêm dịch vụ nữa cũng khá ok mọi người ạ. Bởi vì bản chất chiếc này thì mua về là chúng ta cũng không dùng hết đâu. Nếu anh em nào mà ở vùng quê nhá thì kinh doanh thêm cái món gọi là taxi gia đình cũng khá là thoải mái mọi người ạ. Đấy, mới, đẹp. Với khuôn tài chính bây giờ đầu tư chỉ khoảng tầm 625 thôi. Và anh em yên tâm nhá, vẫn bớt thêm vào cho anh em đấy. Đấy, mọi thứ. À bạn đây, bạn giật cho mọi người xem qua phần khoang máy đi, để cho mọi người xem qua. Đó, em cho anh ạ. Vâng. Đây. Đây mọi người xem qua khoang máy của xe đi. Thì bản chất những chiếc này ấy, thì sẽ sử dụng là máy có chấm 5 thôi. Nên là mức tiêu nhiên liệu của xe cực kỳ tuyệt vời. Nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm trên 6 lít 100 cây đó mọi người ạ. 6 đến 7 lít thôi. Em nghĩ rằng là rất hợp lý. Đấy, bạn cho mọi người xem qua những phần ốc này. Ốc chân máy mọi người nhé. Ốc mặt máy này. Keo thừa đuôi chuột này. Nó còn zin hết. Những chiếc này thì em sẽ không phải đề cập đến về độ zin rồi, bởi vì nó không khác gì chiếc xe mới đâu mọi người ạ. Đấy. Và em rất là thích một cái điểm là gì nhá. Thiết kế của xe được làm rất thoáng, nên là anh em nhìn này, những cái sắt này, những cái tôn này, những cái phần này anh em nhìn rất dễ luôn. Với chiếc xe khác là sẽ được làm rất kín, nhưng chiếc này được làm rất thoáng. Đấy, từ những phần chi tiết như keo chỉ này cho đến là ốc capo nhá. Đấy, mọi thứ là đều liền lạc hết luôn. Lòng trong là sơn màu xám. Đấy, lòng trong sơn màu xám. Xám này là không có nhũ đâu mọi người nhá. Nếu trước nào mà anh em nhìn thấy mà sơn nhũ như màu này hết là chắc chắn là cái này đã sơn lại lòng trong rồi. Mọi người nhìn qua cho em đi. Bởi vì đây là sơn nhúng theo nhà máy nên là không được phép sơn theo giống màu ngoài xe mọi người ạ, chỉ là sơn ráp ráp thôi. Đấy. Rồi, thì thực ra thì để mà nói thì nhìn qua clip thì anh em cũng chỉ gọi nắm qua phần nào thôi. Thì em muốn là gì, nếu anh em nào mà thu xếp được công việc mà ưng mẫu xe này rồi ấy, thì có thể qua xem thực tế tại đơn vị Tokyo Auto bên em nhé. Thì hiện tại bây giờ thì như chiếc Toyota Veloz này của em bản 1.5 sản xuất là 2024 mới lăn bánh được có 29.000 cây thôi. Thì anh em nào mà có đang ưng mẫu xe này thì có thể nhắc bay lên và gọi riêng cho em Long để chúng ta cùng nhau thương lượng giá nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người và hẹn lại mọi người vào clip lần sau ạ.